Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 13 thì thầy đã quay xong cho em ở phần bài tập 3 bài. Trong clip hôm nay còn 3 bài nữa thầy sẽ làm cho các em luôn nha. Ở đây chúng ta sẽ có bài 17 này. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra. Ở đây là nhớ tính thể tích nha. Công thức thì chúng ta đã có rồi. V ha. Bởi cái đường thẳng ở quanh trục x này y bằng không. Ok, như vậy thể tích của khối tròn xoay theo công thức chúng ta là V, ở đây sẽ bằng là gì nè, pi này nhân ở đây cộng chạy từ 0 cho tới 2 này, cái đúng không? Ok, y bằng không thì chúng ta lấy thằng này trừ cho thằng này trừ thằng này thì nó ra được ở đây là gì, 2x trừ x bình phương trừ không thì nó cũng chính là 2x trừ x bình phương dx. Rồi, tới đây thì ok rồi. Nhớ là thằng này là bình phương f f bình phương x. Nhớ chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ khai triển thằng này ra theo cái kiểu hàng đẳng thức mà chúng ta được học ở chương trình lớp 8 á. Đó chính là a trừ b tất cả bình phương này thì sẽ bằng a bình trừ 2ab cộng b bình. Theo cái hàng thức này chúng ta khai triển thằng này ra. Bằng tiếp b thằng này nó ra được ở đây là gì nè, 4x bình phương đúng không, trừ 2 nhân 2 là bằng 4x mũ 3 cộng x bình phương nó lại thành x mũ 4 dx. Tới đây thì chúng ta lấy nguyên hàm được con này, ta lấy nguyên hàm được rồi đúng không, nhưng mà nó ra được ở đây là 4 phần 3 đúng không, x mũ 3 trừ ở đây là 4 x mũ 3 thì 3 cộng 3 là bằng x mũ 4, ở dưới đây 4 chia 4 nữa là còn x mũ 4 này cộng ở đây là mấy em, x mũ 5 trên 5 đúng không, ở đây là 0 2, ở đây nhớ có pi này nha, cái pi này dễ quên lắm ấy nha. Như vậy pi nhân ở đây ta thế vô, ở đây là 4 phần 3 nhân ở đây cho 2 mũ 3 trừ 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 trên 5, đây 2 mũ 5 nhá, chứ còn không thế vô nó bằng không rồi. Chúng ta tính lại cái này nữa là ra. Ok, này nhắm cũng được nhưng mà đau đầu lắm. Ta dùng máy tính mà túi chúng ta bấm đi. Đây chúng ta bấm là 4 phần 3 nhân cho 2 mũ 3 bằng 8 đúng không, trừ ở đây cho gì, trừ 2 mũ 4 là bằng 16 cộng ở đây cho 32, 2 mũ 5 bằng 32 phần 5. Đây bằng 16 phần 5 nhân với pi, nghĩa là bằng 16 pi phần 15 á. Như vậy V là bằng 16 pi phần 15. Xong. Xong bài 17 rồi em. Ok. Được chưa? Em nếu mà chữ cái số cái chữ này nó các em không nhìn rõ thì cũng có cái bài để chúng ta có thể xem. Ta sẽ sang phần tiếp theo, đó chính là cái bài 4.18. Bài 4.18 ở đây là gì nè? Khối trộm cầu có bán kính R và chiều cao là H sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn ở đây, trục hoành và hai đường thẳng này có cộng này R trừ H với R chứng tỏ thằng này phải nhỏ hơn này này. Tính thể tích của trộm cầu này quá đơn giản đúng không em? Như vậy thể tích sẽ bằng pi có đúng không, nhân ở đây cộng chạy ở đây là R trừ H, ở đây là R, đây căn mặt 2 của R bình phương trừ x bình phương, ở đây bình phương ở đây dx. Được chưa? Đó. Rồi, chúng ta V này sẽ bằng tiếp B ở đây cộng chạy từ RH, ở đây là R bình phương thằng này là bỏ ra, móc bình phương với căn. R bình phương trừ x bình phương dx. Được không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nguyên hàm luôn. Ở đây là pi nhân R bình phương là một hằng số
thì nó ra được ở đây là ra ở bình phương x trừ ở đây là x mũ 3 trên 3, thế cộng là r trừ h, ở đây là r đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế thôi nha, về bằng bi cứ để đó. Bây giờ chúng ta thế r vô trước, chỗ nào có x thế mà ở r, r bình phương nhân r ở đây đúng không, trừ r mũ 3 trên cho 3, có đúng chưa? Đó, chúng ta trừ, ta trừ mở ngoặc ra, r bình phương nhân cho x, x bây giờ chúng ta thế mở là r trừ h, trừ r trừ h mũ 3 trên 3. Đó, ok. Đây, có số thì chúng ta thế một cái bập vô nó dễ anh em ha. Đây phải biến đổi nó tầm lâm tại le ra nó mệt kinh anh em. Như vậy V ở đây sẽ bằng, đúng nào, R bình phương nhân R bằng R mũ 3, phải không? Như vậy thì ở đây B, ở đây ra được R mũ 3 này, trừ R mũ 3 trên 3 này, có phải vậy không? Trừ ở đây chúng ta nhân vô, ở đây cũng mở một vuông đây, r mũ 3 trừ r bình phương h nhân vô, trừ ở đây cái phần 3 này cứ để đó, cái phần 3 này để đó, ta khai chuyển thằng này ra hình thức có dạng là a trừ b tất cả mũ 3, có hiểu không? Đúng không nào? Như vậy thì ở đây nó ra được là gì? R mũ 3 trừ ở đây là 3R bình phương H cộng 3RH bình phương và trừ cho H mũ 3 trên 3. Nó không khó nhưng mà nó dễ bị sai nha. Đây là H mũ 3 này, đúng chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta bỏ mặt ra này, V này sẽ bằng B, ở đây là R mũ 3 trừ R mũ 3 trên 3, tí chúng ta trực tiêu luôn, bỏ ra trừ R mũ 3 này, trừ trừ thành cộng R bình phương H này, trừ với trừ đây thành thành gì, thành cộng R mũ 3 trên 3 này, thấy chưa? Trừ trừ này, trừ trừ để thành cộng này, trừ với trừ với trừ là thành trừ này, 3 cho trừ thành trừ này, 3 3 hết, R bình phương H này, trừ với trừ với cộng thì thành trừ này, à thành cộng chứ, R bình phương H, trừ 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 trở thành là ở đây là trừ H mũ 3 trên 3. Như vậy chúng ta thấy này, thằng này trực tiêu, thằng này trực tiêu, nó còn lại ở đây là thằng này trực tiêu, nó còn là thằng này này, còn là hai này thôi. Như vậy V chúng ta sẽ bằng B nhân ở đây cho R H bình phương trừ H mũ 3 trên 3. Như vậy ở đây chúng ta đặt H bình phương ra thì bên trong nó còn là R trừ đây cho H trên 3. Xong. Trời ơi, biến đổi một giây luôn. Đó, xong rồi kìa. Rồi ok, còn ngọn hàng nào khó nhìn thì đây thầy cũng đưa cho các em xem cho nó rõ nét nha. Được chưa? Ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Phần tiếp theo nha, ta sang bài 4.19 cho cái tam giác vuông OAB cạnh OA bằng A. Thấy chưa nào? Cho tam giác vuông OAB, OAB cạnh OA là bằng A thì thằng này đây chính là chiều cao này, đúng không? Thằng này đây chính là chiều cao nằm trên trục OX,
và cái góc AOB là bằng alpha. Alpha nằm trong nửa khoảng là từ 0 cho tới π/4. Rồi B là khối tròn xoay sinh ra khi quay cái miền tam giác này, quanh trục này nó trở thành là hình nón thế như này. Thằng này là hình nón này. Tính thể tích của B theo A và alpha. Nghe tính cái gì? Cái thể tích của hình nón. Đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta có này, vuông thì vuông tại A. Bây giờ cái bán kính đáy AB, nghĩa là R của ta đây là bằng AB đã có chưa? Chưa có. Chưa có. Thì bây giờ ở đây chúng ta đã có góc vuông tại A thì cạnh này sẽ là cạnh huyền. Ở đây chúng ta cần tính thằng này đó chính là cạnh đối. Góc nằm ở đây. Góc alpha của chúng ta nằm ở đây thì nó nhìn ở cái cạnh AB này thì cạnh này sẽ là cạnh đối. Đây chính là sẽ là cạnh kề. Có góc có kề mà tính đối thì chúng ta sử dụng tan để chúng ta đi tính AB. Có phải không? Như vậy R sẽ bằng AB. Nếu như ở đây á chúng ta có tan alpha thì em thức chúng ta là tan alpha sẽ bằng đối chia kề. Đối này chia kề này có phải là bằng AB chia cho OA. Nên từ đây chúng ta suy ra AB này lấy hai này nhân lại với nhau. Nghĩa là lấy OA nhân ở đây cho tan alpha. Như vậy bằng A nhân ở đây cho tan alpha. Xong. Như vậy ở đây nó ra được là bán kính R của chúng ta. Được đúng không? Như vậy H, chiều cao H chúng ta là bằng A. Như vậy theo công thức của chúng ta, thể tích sẽ bằng là 1/3 nhân pi nhân R bình phương nhân H. Như vậy 1/3 nhân R, R chúng ta là bằng gì? A nhân tan alpha bình phương nhân H. H ta là A. Có phải không? Như vậy bằng 1/3 A bình phương nhân A lên thì nó sẽ ra được A mũ 3 nhân ở đây cho tan bình phương alpha. Xong. Đó là xong câu A đó. Ta hiểu không nhỉ? Hiểu không em? Câu A rất là dễ đúng không? Nghĩa là ở đây chúng ta còn phải tính AB. AB đây chính là bán kính. Đúng không nhỉ? Mà để tính đây là AB này chính là cái góc nằm đây thì cạnh này sẽ là cạnh đối. Còn cái cạnh nằm đây là cạnh kề, tại vì vuông ở A thì cạnh này sẽ là cạnh huyền. Như vậy biết góc, biết kề mà tính đối thì người ta sử dụng tan. Khi mà người ta cho huyền á thì người ta sẽ nghĩ tới cốt và sinh. Nhưng ở đây có kề, cho kề mà có góc mà tính đối thì bắt buộc sử dụng tan này. Câu B. Hiểu chưa? Bây giờ người ta yêu cầu các em tìm alpha, nghe tìm cái góc á là bằng bao nhiêu sao cho thể tích lớn nhất. Thể tích lớn nhất thì chúng ta sẽ đi làm theo cái kiểu mắt, mắt của V đó. Mắt V. Mà mắt V này chúng ta làm theo giống y như chương 1. Giống chương 1 nghĩa là chúng ta đi tính đạo hàm thằng này và cho thằng này bằng 0. Có hiểu không nào? Đó. Như vậy chúng ta đi tính đạo hàm thằng này. Bây giờ chúng ta đi tính V phẩy. Ta đi tính V phẩy. Được không nào? Như vậy ở đây nó sẽ bằng 1/3. À, hồi nãy đây thiếu bi em, thì ghi lên ngay đây thiếu bi à, thì lỗi ngay chỗ đây có bi mà bay qua đây sao nó không có bi nhỉ, thiếu bi à, a mũ 3 ở đây rớt xuống ở đây là gì, 2 tan alpha nhân ở đây cái gì em, 1/ cos bình phương alpha. Chúng ta sử dụng một cái hàm hợp đó nghe, hàm hợp nha. Đó mà alpha của chúng ta nó nằm ở trong cái góc đâu, alpha của chúng ta nó nằm ở trong cái đoạn này, nghĩa là nó lớn không mà nhỏ bằng bằng 4 thì chắc chắn alpha mà lớn nhất của chúng ta chắc chắn là bằng π/4 này. Ta dựa vào cái điều kiện này được chưa? Ờ vậy thôi. Đây nghe câu A này, câu A thì rất là dễ rồi. Câu B này. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây kết thúc em.
Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập cuối chương nữa là xong nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok ok ok. Okay. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.